chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bác sĩ tiết lộ vết thương chảy máu rất nhiều của ông Trump. Cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronnie Johnson đã băng bó và điều trị vết thương ở tai cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông bị ám sát hụt. Viên đạn sượt qua phần đỉnh tai của ông Trump khiến máu chảy rất nhiều. New York Times dẫn lời bác sĩ Johnson: "Tôi dùng miếng băng gạc dày xử lý vết thương để nó thấm hút máu. Không ai muốn đi lại với miếng gạc đẫm máu trên tai của mình đâu." Ông Johnson từng là bác sĩ tại Nhà Trắng khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ. Vì thế, giữa họ có mối quan hệ rất thân thiết. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump ủng hộ ông Johnson trở thành thượng nghị sĩ bang Texas. Ông Trump bị nghi phạm Thomas Matthew Gross, 20 tuổi, nổ nhiều phát đạn nhắm vào phía mình ở cự ly khoảng 150m, trong đó có viên đạn bắn sượt qua tai phải khiến máu chảy đầm đìa. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa bị ám sát hụt lúc đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ, chiều ngày 13 tháng 7 giờ địa phương. Nghi phạm người bang Pennsylvania sau đó bị mật vụ Mỹ tiêu diệt ngay tại hiện trường. Được bác sĩ Johnson chăm sóc, tới ngày 15 tháng 7, ông Trump xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, với tấm gạc trắng băng kín tai phải. Kể từ khi xảy ra vụ ám sát hụt tới nay, chỉ có cựu Tổng thống Mỹ mô tả về vết thương của mình, còn ekip của ông chưa cung cấp bất kỳ thông tin y tế chính thức nào cho công chúng. Bác sĩ Johnson cũng kể lại thời khắc nhận được tin ông Trump bị bắn. Khi đó, ông đang trong phòng ngủ và theo dõi buổi diễn thuyết của ông Trump qua iPad. Do xem trên iPad nên âm thanh và hình ảnh truyền tải chậm hơn. Lúc đó, vợ của bác sĩ đang xem trên TV và nói điện thoại với ai đó ngoài phòng khách. Đột nhiên bà hét lên: "Cựu Tổng thống vừa bị bắn." "Tôi hỏi lại cái gì?" nghị sĩ bang Texas nhớ lại. Bác sĩ Johnson cho biết ông không thể nào tin vào những gì xảy ra. Ông tiếc rằng lúc đó đang ở Texas, còn ông Trump ở Pennsylvania nên không thể giúp cựu Tổng thống ngay được. Tiếp đến, nghị sĩ Johnson yêu cầu trợ lý sắp xếp các chuyến bay đến bất cứ đâu mà ông Trump có mặt. Vài tiếng sau, tôi đã gặp được người bạn thân. Cựu bác sĩ Nhà Trắng nói thêm, bác sĩ Johnson cho biết đã nói với ông Trump rằng mình tự hào về cựu Tổng thống, đặc biệt là hình ảnh tai của ông đầy máu vẫn giơ nắm đấm lên và hô chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Gia đình nghi phạm mưu sát ông Trump nói gì? Nguồn tin thực thi pháp luật của đài CNN nghĩ rằng Groups có thể đã lên kế hoạch gây nổ từ xa. Ngoài ra, các nhà điều tra đang xem xét giả thuyết nghi phạm dự tính đánh lạc hướng trong vụ nổ súng. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành gần 100 cuộc phỏng vấn với các nhân viên thực thi pháp luật, những người dự sự kiện tranh cử nơi ông Trump bị bắn và các nhân chứng khác. Một bức ảnh của hãng tin Reuters cho thấy hai đặc vụ FBI ra vào nhà Groups vào sáng 15 tháng 7. Nhiều con đường dẫn đến nhà nghi phạm đã bị phong tỏa từ cuối ngày 13 tháng 7 sau vụ nổ súng. FBI bổ sung các kiểm tra ban đầu đối với cuộc gọi và tin nhắn gần đây của Groups không đưa ra gợi ý gì về động cơ hành động của đối tượng này, cũng như không rõ được liệu người khác có biết trước về kế hoạch trên hay không. FBI đang điều tra xem liệu Groups có phải là kẻ cực đoan bạo lực gia đình, có động cơ chính trị hay không. Các quan chức thực thi pháp luật tin rằng nghi phạm đã hành động một mình. Các thành viên trong gia đình Groups nói với báo The Independent rằng họ bị sốc trước hành động của nghi phạm. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định Thomas Matthew Groups, 20 tuổi, là nghi phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Mật vụ Mỹ đã bắn chết nghi phạm Groups chỉ vài giây sau khi nam thanh niên này được cho đã nổ súng về sân khấu nơi cựu Tổng thống Trump phát biểu ở hạt Butler, Pennsylvania. FBI xác nhận vụ nổ súng nhằm vào ứng cử viên Trump của Đảng Cộng Hòa là một âm mưu ám sát. Không lâu sau vụ việc, truyền thông thế giới đã thu thập được một số thông tin ban đầu về nghi phạm này. Groups sống cách nơi xảy ra vụ nổ súng ở Butler khoảng 1 giờ lái xe. Theo Pittsburgh Tribune Review, Groups tốt nghiệp trường trung học Bethel Park năm 2022. Groups còn được nhận giải thưởng ngôi sao trị giá 500 USD từ sáng kiến khoa học và toán học quốc gia. Một video lễ tốt nghiệp năm 2022 do The New York Times đăng tải cho thấy Groups nhận bằng tốt nghiệp trung học của mình trong tràng pháo tay. Trong video, Groups đeo kính, mặc lễ phục tốt nghiệp và tạo dáng với một lãnh đạo trường. WCET TV trích tuyên bố từ học khu Bethel Park xác nhận Groups đã học và tốt nghiệp ở đó.
Tuyên bố nêu rõ, học khu của chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra liên quan vụ án này và do đó chúng tôi bị hạn chế về những gì có thể tiết lộ công khai. Hồ sơ cử tri của bang Pennsylvania cho thấy Crooks theo đảng Cộng Hòa và cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới sẽ là lần đầu tiên Crooks đủ tuổi để bỏ phiếu bầu Tổng thống. Tuy nhiên, khi 17 tuổi, Crooks đã quyên góp 15 USD cho ActBlue, một ủy ban hành động chính trị nhằm quyên tiền cho các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và Cánh Tả. Số tiền ActBlue huy động được sẽ quyên góp cho dự án Progressive Turnout, một nhóm tập hợp thành viên đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu. Theo một đoạn video của trang tin tức TMZ, Mỹ, nam thanh niên được cho là Crooks nằm sấp trên sân thượng với một khẩu súng trường trên tay. TMZ đưa tin, nam thanh niên có mái tóc nâu dài và dường như đang mặc áo sơ mi màu xám, quần kaki màu xám. Tờ Guardian Anh đưa tin rằng, ông Trump đứng phát biểu ở vị trí cách kẻ nổ súng khoảng 152 mét. ABC News trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết, khẩu súng trường Crooks sử dụng vốn được mua hợp pháp bởi cha của hắn là ông Matthew Crooks. Đoạn video thứ hai do TMZ công bố cho thấy cảnh quay khá rung về khu vực mái nhà tương tự video đầu tiên và một cơ thể bị làm mờ. Theo Wall Street Journal, Crooks còn mang theo chất nổ trong xe. Wall Street Journal dẫn nguồn giấu tên cho biết chất nổ được phát hiện bên trong chiếc ô tô đậu gần địa điểm tổ chức vận động tranh cử của ông Trump. Nhà chức trách xác nhận, cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo về các gói hàng khả nghi gần nơi kẻ xả súng ở, khiến họ phải cử các chuyên gia về bom đến. FBI cho biết, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ của Crooks trong vụ án xảy ra vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống. Kevin Rozek, đặc vụ FBI phụ trách vụ việc, phát biểu trong họp báo. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét các bức ảnh và đang cố gắng xét nghiệm DNA của nghi phạm để xác nhận sinh trắc học. Cha của Crooks nói với đài CNN rằng, ông cũng đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và sẽ trao đổi với cơ quan thực thi pháp luật trước khi chia sẻ thêm về con trai mình. USA Today đưa tin, hàng chục phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật đã xuất hiện bên ngoài một ngôi nhà là địa chỉ trong hồ sơ đăng ký cử tri của Crooks. Một đội phá bom cũng được điều đến địa điểm này. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã đóng cửa không phận Bethel Park vì lý do an ninh đặc biệt. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, là nghi phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Crooks từng làm trợ lý dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bethel Park sau khi vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch. Hắn cũng đã tìm cách tham gia câu lạc bộ súng trường của trường trung học nhưng bị từ chối. Bạn cùng lớp của Crooks, Jameson Mayer, nói với đài ABC News, hắn không những không được vào đội mà còn bị yêu cầu không quay lại vì bắn quá tệ. Điều đó được coi là nguy hiểm. Hắn thậm chí không thể bắn trúng mục tiêu. Mayer cho biết thêm, Crooks là một sinh viên trầm lặng và không có nhiều bạn bè. Theo nguồn tin thực thi pháp luật, khẩu súng trường tấn công AR-15 thu hồi tại hiện trường vụ mưu sát ông Trump được cha của Crooks mua hợp pháp vào năm 2013. Một nguồn tin khác cho biết không rõ nghi phạm trèo lên mái nhà như thế nào để nhanh chóng bắn ông Trump trước khi bị một tay súng bắn tỉa của mật vụ phát hiện và tiêu diệt. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Sở Mật vụ Mỹ cho biết Crooks đã bắn nhiều phát súng về phía sân khấu từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử, sau đó bị các đặc vụ tiêu diệt. Sau vụ nổ súng, ông Trump nhanh chóng rời khỏi sân khấu với vết thương phía trên tay phải, được đưa đến bệnh viện trước khi xuất viện cùng ngày. Dù vậy, vụ nổ súng đã khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng. FBI cho biết đang hợp tác với các cơ quan khác và lực lượng an ninh địa phương để điều tra vụ nổ súng, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp mọi thông tin liên quan. Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa nhấn mạnh sẽ cho điều tra xem liệu khâu bảo vệ an ninh cho cuộc vận động tranh cử có sơ suất gì hay không. Theo ông Joseph Lasora, cựu nhân viên sở mật vụ, vụ nổ súng chắc chắn sẽ dẫn đến việc xem xét lại chuyện bảo vệ ông Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Trong thời gian tới, ông có thể sẽ nhận được mức độ bảo vệ gần giống với một tổng thống đương nhiệm. Sở mật vụ cho biết đã bổ sung nguồn lực bảo vệ dành cho ông Trump, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Dù vậy, đây được xem là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi nhiều cuộc vận động tranh cử của ông Trump có hàng ngàn người tham dự và diễn ra ngoài trời trong nhiều giờ liền. Giới phân tích nhận định, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh bạo lực đã trở thành một phần phổ biến trong chính trường Mỹ những năm qua. Ông Ian Bremer,
chủ tịch công ty tư vấn rủi ro chính trị EuroAsia Group Mỹ, cảnh báo nước Mỹ đã bị phân cực sâu sắc, với nhiều người tin rằng đối thủ chính trị của họ quyết tâm phá hủy nền dân chủ của đất nước. Trang The Guardian lưu ý, bạo lực chính trị có nhiều hình thức khác nhau mà nổi bật là vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2020, Thống đốc bang Michigan khi ấy, bà Gretchen Whitmer, là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc. Còn vào năm 2017, nghị sĩ Steve Classy, người đảng Cộng Hòa, bị bắn tại thành phố Alexandria, bang Virginia. Năm 2011, nghị sĩ Gabriel Gifford, thành viên đảng Dân Chủ, bị bắn vào đầu tại một sự kiện ở bang Arizona. Một báo cáo của Trung tâm Renan vì Công lý tại trường Đại học Luật New York hồi tháng 1 năm 2024 cho thấy không chỉ các chính trị gia nổi tiếng phải đối mặt nhiều mối đe dọa hơn. Cụ thể, theo báo cáo, có đến 43% nhà lập pháp bang và 18% quan chức địa phương cho biết họ đã nhận được các lời đe dọa. Trong khi đó, Trung tâm chống khủng bố tại Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, New York, ghi nhận số lượng cáo buộc liên bang liên quan đến đe dọa công chức tăng vọt trong những năm gần đây. Bà Catherine Kenilew, chuyên gia tại Viện Đối thoại Chiến lược, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan có trụ sở ở Anh, nhấn mạnh nhiều mối đe dọa đến từ những người bị kích động bởi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Giờ đây, theo đài NBC News, vụ nổ súng nhằm vào ông Donald Trump làm dấy lên nỗi lo bạo lực chính trị và bất ổn xã hội có thể gia tăng từ giờ đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.